Chị ơi, sản phẩm của Villa Link Group thì có gì khác biệt so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường không mà em thấy cái giá thành hơi cao? À, vâng, đây chính là cái băn khoăn của bạn Huệ Hoa. Hiện tại thì bạn Huệ Hoa cũng đã trở thành một nhà phân phối rất là mạnh ở trong Villa Link Group rồi. Và trước khi trở thành nhà phân phối thì bạn Huệ Hoa cũng có rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc về cái sản phẩm của Villa Link. Và cái câu hỏi đầu tiên mà bạn có hỏi mình đó là cái sản phẩm Villa Link tại sao lại giá thành cao vậy? Đấy. Thì sau khi bạn hỏi thì mình và các đội nhóm đã trả lời bạn và bạn cảm thấy rất là hài lòng với cái câu trả lời đấy. Và bạn có mua một vài sản phẩm về dùng thử và bạn cảm thấy nó rất là hiệu quả. Và với cái câu hỏi này thì cũng là cái câu hỏi thắc mắc của rất là nhiều bạn mà khi có ý định trở thành nhà phân phối của Villa Link. Thì nhân tiện đây thì mình cũng trả lời để cho các bạn cùng hiểu về cái lý do làm sao một cái dòng sản phẩm của Villa Link lại có giá thành cao như vậy. Vâng, các bạn thì cũng biết ở trên thị trường thì nó có rất là nhiều sản phẩm và cũng phân ra rất là nhiều cái dòng, như là ví dụ như dòng sản phẩm bình dân này, trung bình này, dòng sản phẩm cao cấp này. Và đương nhiên là với những cái dòng sản phẩm cao cấp thì nó sẽ phải có một cái sự khác biệt. Và sản phẩm của Villa Link thì cũng như vậy thôi. Thì các bạn có biết rằng là cái dòng sản phẩm của Villa Link chỉ là có một cái hoạt chất sinh học Dentamol là một cái dòng sản phẩm độc quyền của bên Villa Link. Và cái hoạt chất Dentamol thì đã được công ty Villa Link Group đưa vào những sản phẩm thực phẩm chức năng cao cấp của bên công ty. Và Dentamol thì được người Nga phát hiện vào năm 1980. Thì Dentamol thì được sử dụng để tăng cường cái hệ miễn dịch, nó kích thích tủy xương sản xuất các tế bào máu và tăng cái khả năng chống ung thư, thư đối với những người bị nhiễm xạ sau vụ nổ của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Sau này Dentamol thì được biết đến với cái tên là Dobson Choi Immune, là cái sản phẩm được tách ra từ bách tế bào chủng lợi khuẩn. Nghiên cứu cho thấy thì nó có cái tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh rất là khả quan. Và Dentamol thì được ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe. Thì Dentamol được thử nghiệm như một cái vũ khí chiến lược phòng chống chiến tranh sinh học. Với các nạn nhân mà bị nhiễm xạ sau cái vụ thảm họa Chernobyl, sau cái vụ thảm họa hạt nhân Chernobyl và các bệnh nhân ung thư mà đang phải điều trị bằng hóa xạ trị thì đã nhận thấy những cái tiến bộ rất là khả quan. Và cái sản phẩm này cũng được ứng dụng trong những các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Và tại Việt Nam thì từ năm 2006 thì Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ đã chuyển giao công nghệ sản xuất và phân phối độc quyền cái Dentamol về cho công ty tư vấn y dược quốc tế IMC. Sản phẩm này thì được ứng dụng vào các dòng thực phẩm chức năng cao cấp của người Việt. Vâng, đến đây thì các bạn cũng hiểu là lý do vì sao mà cái dòng sản phẩm mà thực phẩm chức năng của Villa Link Group thì có giá thành cao so với các cái dòng sản phẩm khác trên thị trường. Cho nên là những cái sản phẩm của Villa Link thì sử dụng thì rất là an toàn và có hiệu quả rất là nhanh chóng. Và cái một cái điểm cốt lõi của Villa Link đó là Villa Link đã nhận được cái giấy chứng nhận của nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp bởi FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Ở đây được coi như là một tấm hộ chiếu thương mại quốc tế để các sản phẩm thực phẩm chức năng hồn cốt dân tộc Việt Nam của doanh nghiệp Villa Link vươn ra thế giới.